Xin chào quý các bạn, rất vui được chào đón quý bạn đã trở lại kênh YouTube của Guru. Trước khi đi vào video, quý các bạn hãy cho kênh một like, share cũng như một đăng ký. Trong quá trình xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý bạn hãy xem hoặc bấm quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý các bạn trở lại với dự án mở rộng đường ô cơ, cụ thể về hạng mục thi công mở rộng mặt đường tại đoạn 1 và đoạn 2 để xem đến hôm nay thì tình hình thực hiện tiến độ như thế nào. Bây giờ mời quý bạn cùng theo dõi video. Trước mắt quý vị các bạn, đây là đầu đoạn 1. Hiện nay thì tại đầu đoạn 1 cũng không có gì khác biệt so với các video đề cập gần đây. Việc lưu thông qua đoạn 1 đã khá thuận tiện. Chỉ còn đoạn 2 do chưa thi công hạ cốt đường phía giáp với đường tường bao. Do vậy tình trạng lưu thông qua đoạn này vào giờ cao điểm vẫn còn khó khăn. Vẫn xảy ra ùn tắc vì hiện trạng tôn rào để thi công hiện vẫn đang chiếm một phần lòng đường. Đây là vị trí cuối đoạn 2 tiếp giáp với phố Tư Liên. Về phần đốt tường bao cuối cùng thì đã được thi công cách đây cũng khoảng tầm chục ngày. Tuy nhiên hiện nay cũng chưa thấy thi công hạ cốt đường tại đoạn 2. Hy vọng trong một vài ngày tới nhà thầu sẽ cho công nhân thi công hạ cốt đường của đoạn 2 cho kịp tiến độ, cũng như để giải tỏa đường cho các phương tiện lưu thông qua lại được thuận tiện hơn. Dự án cải tạo mở rộng đường Âu Cơ được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt đầu tư và giao cho Ban Giao thông triển khai từ năm 2018. Dự án được Ủy ban nhân dân thành phố xin Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo cơ chế đặc thù cấp bách, với tổng mức đầu tư trên 440 tỷ đồng tiền ngân sách. Tiến độ hoàn thành dự án ban đầu là tháng 6 năm 2020 và khi hoàn thành dự án có mục tiêu tạo ra một tuyến đường đối ngoại thông suốt, đồng bộ hạ tầng từ trung tâm chính trị Ba Đình đi sân bay quốc tế Nội Bài. Tuy nhiên, dự án đã nhiều lần gia hạn tiến độ. Lần tiến độ được lùi gần đây nhất là đến quý 4 năm 2022. Sau đến nay là bất khả thi nên chủ đầu tư lại vừa đưa ra tiến độ mới là đầu năm 2024. Theo hồ sơ thiết kế, dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ Nghi Tàm được chia làm 4 đoạn, bao gồm đoạn 1 có chiều dài khoảng 389,45 m,
bắt đầu từ lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến km số 0 cộng 300, bao gồm phần hiệu chỉnh phần cuối tuyến. Đoạn 2 chiều dài khoảng 215 m, bắt đầu từ km số 0 cộng 300 đến trước ngõ 123 Âu Cơ, km số 0 cộng 515. Đoạn 3 chiều dài khoảng 2.545 m, bắt đầu từ trước ngõ 123 Âu Cơ, km số 0 cộng 515 đến nút giao Lạc Long Quân, km số 3 cộng 060. Đoạn 4 thì chiều dài khoảng 680 m, từ nút giao đường Lạc Long Quân, km số 3 cộng 060 đến hết nút giao cầu Nhật Tân. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng đi sang phía bên kia đường để xem tình hình thi công hạng mục tường bao thuộc phạm vi D trong hiện nay như thế nào. Đây là phía bên D trong, đối diện bên đường tại vị trí đoạn 1 và đoạn 2. Như đã thông tin ở video đề cập gần đây, hiện hạng mục di rời cáp ngầm đã được thực hiện xong. Hiện nay theo những quan sát thì nhà thầu đang tiến hành múc móng để tiến hành thi công móng của một vài đoạn trong thời gian tới. Như vậy tại đoạn 1 và đoạn 2, đến hiện nay sau khi đã thi công nốt đoạn tường bao còn lại giáp với phố Tuy Liên thì chính thức hạng mục tường bao phía bên ngoài đã được hoàn thành 100%. Hạng mục mở rộng lòng đường tại đoạn 1 đã xong và đã cho tạm thông xe. Hiện nay phía bên đê trong phần cáp ngầm đã được di rời gần như hoàn tất. Nhà thầu đang bắt đầu tiến hành múc móng của một vài đoạn để tiến hành làm móng trong thời gian tới. Hy vọng trong thời gian tới nhà thầu sẽ có biện pháp đẩy nhanh tốc độ thi công xây dựng tường bao, hạ cốt đường toàn bộ tại đoạn 1 cũng như bổ sung nhân sự máy móc thiết bị thi công đồng thời đoạn 2 để sớm hoàn trả lòng đường cho các phương tiện lưu thông. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý vị và các bạn đón xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và theo dõi video thời gian này. Nếu quý vị và các bạn thấy video này có ích, xin cho kênh một like, share để lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị các bạn cần góp ý chia sẻ, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.